Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 266 Yến Trì gật đầu, ánh mắt thoáng qua mặt sau xe ngựa rồi rơi xuống roi ngựa. Yến Ly thấy Yến Trì nói một cách kiên quyết, lập tức cũng ngự mã theo sau Yến Trì, thất ca. Thất ca từ từ thôi, chúng ta hãy thương lượng một cách tốt đẹp nhé. Tần Diễm đứng tại chỗ một lúc lâu, bật cười rồi mới quay đầu lại, Chu Hoài vội vàng tiến lên nói, Thế tử, có phải chúng ta sẽ đi thẳng đến khách điếm không? Tần Diễm gật đầu, theo sau lên xe ngựa, khi đoàn xe chậm rãi khởi động, phía trước không còn thấy bóng dáng của Yến Trì và Yến Ly. Trong xe ngựa, Tần Sương vẫn đang cảm thán, thật sự cảm thấy cung thân vương thế tử điện hạ còn đẹp hơn cả nữ nhân một chén trà nhỏ công phu sau đó, Tần Hoàn cùng mọi người đã vào đến Dự Châu. Mấy ngày liên tục trên đường, Tần Hoàn và mọi người đã lâu không nghỉ chân tại thành phố Phồn Hoa. Vì vậy, khi vừa bước vào Dự Châu, họ có cảm giác như trở về Cầm Châu. Tuy nhiên, Dự Châu nằm ở phía Bắc, không chỉ có thời tiết lạnh hơn mà mọi thứ xung quanh cũng khác biệt với Cầm Châu. Nhưng Tần Hoàn lại cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy sự phồn hoa và nhộn nhịp của phố xá Dự Châu lúc này màn đêm đã buông xuống những quán rượu ven đường dự châu đều thắp sáng ngọn đèn dầu mặc dù đã vào đêm nhưng sự nhộn nhịp của dự châu không hề giảm bớt tần sương kéo rèm xe lên nhìn ra ngoài nói thật tuyệt kinh thành chắc chắn còn náo nhiệt hơn nơi này nhiều không biết bây giờ trên đường phố kinh thành có phải đông đúc hơn không tần sương đầy hào hứng nói tần hoàn gật đầu chắc chắn là náo nhiệt hơn nơi này nhiều tần sương chớp chớp mắt đôi mắt to rõ ràng của cô ánh lên dưới ánh đèn sáng từ ban công, nơi này đã náo nhiệt như vậy, chắc hẳn kinh thành còn. Đại Chu có diện tích rộng lớn, Cẩm Châu nằm ở phía nam, tuy cũng là một trọng điểm nhưng vẫn kém xa so với các thành phố gần đế đô. Tần Sương nhìn chằm chằm không chớp mắt, lại nói, người nói xem, chúng ta đã gặp cung thân vương thế tử, liệu còn gặp được nhân vật nào lớn nữa không? Có thể nào sẽ gặp vị thân vương nào không nhỉ? Tần Hoàn bật cười, cái này thì không biết, nhưng khi đến cửa ải cuối năm, chắc sẽ không có nhiều người đâu. Tần Sương gật đầu, đang định nói thì bỗng thấy một ngọn đèn dầu sáng chói như một tòa lâu đài ba tầng, ngươi xem, đó là nơi nào vậy? Nhìn thật giống như Hoàng Cung. Tần Sương chưa từng qua Hoàng Cung, nhưng cô biết địa điểm nguy nga nhất chính là Hoàng Cung, không khỏi so sánh với Hoàng Cung. Tần Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khóe môi hơi cong lên, chỉ sợ chính là nơi chúng ta sẽ đến. Tần Sương ngạc nhiên thốt lên, chúng ta không phải đi đến khách điếm sao? Tần Hoàn mỉm cười mà không nói gì, một chén trà nhỏ công phu sau đó, xe ngựa của Tần Phủ dừng lại tại địa điểm giống như một tòa lâu đài. Lục tiểu thư, cử tiểu thư, chúng ta đã đến khách điếm rồi. Tần Sương ngạc nhiên nhìn Tần Hoàn, ngươi có khả năng đoán mệnh sao? Tần Hoàn mỉm cười không nói, Cô thật sự không biết đoán mệnh, nhưng trong ký ức của cô, 10 năm trước tòa lâu này đã tồn tại, chỉ là 10 năm qua đi, khách điếm này có vẻ đã xây dựng thêm nhiều hạng mục, giờ đây trở thành khách điếm nổi tiếng nhất dự châu. Nơi này thật là khí phái lớn. Tần Sương vừa mới đứng yên thì không nhịn được nói, bên này, Tần Diễm cũng vừa mới đứng yên, nghe vậy cười nói, khách điếm này chính là khách sạn lớn nhất toàn bộ Tây Bắc chủ nhân của khách điếm này đã khai trương rất nhiều chi nhánh ở các thành phố phía Tây, còn Dự Châu thì xem như là căn cứ của họ, vì vậy phát triển vô cùng lớn mạnh. Tên gọi này thể hiện ý nghĩa chào đón khách từ mọi phương trời. Tần Sương nghe có phần kinh ngạc, mở chi nhánh ở mỗi thành phố phía Tây. Khi nói chuyện, Tần Tương và Tần Hoàn cũng đều xuống xe ngựa. Chu Hồ Tịch tiến vào đại môn khách điếm, vừa vào cửa đã thấy cách bài trí bên trong vô cùng cao cấp và trang nhã tần sương đứng bên cạnh nghe chu hoài giao tiền số tiền cũng rất sang trọng mở khách điếm thì chủ yếu là để kiếm tiền nếu chủ nhân khách điếm này mở nhiều như vậy thì chẳng phải là tần sương không nhịn được nói nhỏ tần diễm cười gật đầu chủ nhân khách điếm này từ vài năm trước đã là người giàu có ở phía tây rồi tần sương gật đầu lại nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên trước đó của mình so với tần sương tần tương có vẻ bình tĩnh hơn nhiều ngồi trên xe ngựa suốt mấy ngày, trên mặt cô có chút mệt mỏi, nhưng vết thương nhẹ trước đó cũng đã hồi phục. Tuy vậy, cô vẫn giữ thái độ yếu đuối, không dễ dàng mở miệng nói chuyện. Các vị khách, xin mời lên lầu. Chu Hoài hoàn tất thủ tục, người phục vụ nhiệt tình dẫn tần hoàn cùng mọi người lên lầu. Khách đếm này có ba tầng, người phục vụ nói, các vị khách, phòng ở lầu ba, lầu hai có nhà hàng, nếu quý vị muốn dùng bữa có thể xuống lầu hai. Tần Sương chưa từng thấy khách điếm nào mà còn mở nhà hàng, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy Tần Hoàn và Tần Diễm đều có vẻ bình thản, cô cũng cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Rất nhanh, mọi người đã vào phòng riêng của mình. Tần Diễm nói, hãy nhờ quản gia chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn mang lên. Chúng ta đã lâu không ăn cùng nhau, đến lúc đó hãy đến phòng tôi. Tần Diễm thấy mọi người đều có chút mệt mỏi, liền suy nghĩ rất chu đáo. Tần Hoàn trước tiên đưa Bạch Anh vào phòng rồi mới vào phòng mình để rửa mặt chải đầu. Sau khi cả hai nghỉ ngơi một chút, Chu Hoài gõ cửa, thông báo bữa cơm đã chuẩn bị xong. Thập phương khách điếm quả thực không hồ là khách điếm tốt nhất ở Dự Châu. Mỗi phòng đều rộng rãi thoải mái. Khi Tần Hoàn và các chị em đến phòng Tần Diễm, họ thấy bàn ăn đầy ắp rượu và món ăn, đúng là những món ngon nhất mà họ đã không được ăn trong nhiều ngày. Được rồi, ngươi hãy xuống dưới bảo mọi người cùng dùng bữa đi. Tần Diễm ra lệnh cho Chu Hoài, và Chu Hoài liền nhanh chóng rời khỏi. Cuối cùng cũng đến dự châu, mọi người hãy thoải mái dùng bữa. Tần Diễm nói rồi ngồi xuống, Tần Sương dẫn đầu ngồi xuống, rồi bỗng nhớ ra điều gì, tam ca, hai vị thiết tử điện hạ đâu rồi. Tần Diễm nghe vậy bật cười, cung thân vương thiết tử điện hạ đã có sắp xếp, chúng ta không cần phải can thiệp. Hắn nói với nụ cười mang chút bất đắc dĩ, Tần Sương không nhận ra điều gì, còn Tần Hoàn lại đã nhận ra. Khi họ vừa trở về xe ngựa, vị cung thân vương thế tử Điện Hạ đã nói chuyện rất thoải mái, nhưng nàng vẫn chưa nghe rõ họ đã đi đâu. Nhưng khi nghe Tần Diễm nói như vậy, nàng trong lòng lại có chút rõ ràng. Vì thế bữa cơm này trở nên hơi hụt hẫng. Ngày mai ta muốn gặp hai vị phụ thân bạn cũ, các người có thể ở trong thành dạo chơi nghỉ ngơi chờ đến ngày sau đi dự tiệc mừng thọ của thân vương. Ta nghĩ, ba người các ngươi đi cùng không thích hợp, tốt nhất chỉ nên đi hai người. Trong khoảnh khắc, cả ba người tần hoàn đều ngước mắt nhìn về phía tần diễm. Tần diễm nhìn tần hoàn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Tần hoàn không nghĩ rằng mình lại muốn đi, nhưng trước mắt nàng lại tỏ vẻ chờ mong. Tần diễm không hiểu lắm, hỏi, cử muội muội có muốn đi không? Tần hoàn mỉm cười, ban đầu địch ở lại khách điếm nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến việc dự tiệc mừng thọ của thân vương chắc chắn là sự kiện trọng đại, nên lại muốn đi xem. Nhưng vẫn để tam ca quyết định. Tần Diệm ánh mắt ôn hòa, Tần Hoàn nghĩ như vậy cũng rất bình thường, hơn nữa hắn vốn đã tính toán sẽ mang nàng đi. Vậy tốt, vậy ngươi và lục muội muội cùng đi với ta. Nghe xong lời này, Tần Sương lập tức vui vẻ, nhưng Tần Tương lại có chút thất vọng, tam ca tần diễm quay mặt đi ánh mắt trở nên lạnh lùng ngươi chưa khỏe hãy giữ gìn sức khỏe đi tần tương muốn nói nhưng lại thôi nhìn tần diễm một cái đôi mắt đã đỏ lên buông đũa đứng dậy tần diễm nhíu mày buông đũa xuống lạnh lùng hỏi ngươi định làm gì tần tương định phản đối nhưng nàng không dám chống đối tần diễm nên nghẹn ngào nói muội ăn no rồi tam ca và hai vị muội muội từ từ ăn nhé muội đi trước đây nói xong nàng hành lễ rồi xoay người bước đi cửa vừa mở ra tần tương đã biến mất đi theo sau tần tương vãn hà rất sốt ruột nhưng không thể kéo lại tần tương chỉ đành theo tần tương về nhà trong phòng không khí trở nên nặng nề tần diễm lạnh lùng cười một lát sau đó mới nhẹ nhàng nói không sao đâu nàng ăn no rồi thì chúng ta cứ ăn thôi tần sương gượng cười ăn cơm ăn cơm Mặc dù Tần Tương rời đi khiến Tần Diễm rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến bữa cơm. Tần Sương ngây người một lát rồi lại díu rít nói chuyện, không lâu sau, ba người vừa ăn vừa nói. Sau khi dùng bữa xong, Tần Sương theo Tần Hoàn về phòng, nói vài câu rồi mới trở về. Tần Sương vừa đi, Tần Hoàn rửa mặt chải đầu xong liền nằm xuống. Nàng vốn không định đi xem náo nhiệt, nhưng vì Lý Mục Vân đến, nàng không thể không đi. Tần Hoàn nhắm mắt lại, vốn nghĩ đến Lý Mục Vân đã đóng vai trò gì trong cái chết của phụ thân, nhưng lại bất chợt nghĩ về Yến Trì, người đã cùng Yến Ly rời đi. Tần Diễm lại nói họ đã có sắp xếp, Yến Ly, người mà nàng đã nghe nói nhiều lần, không biết hắn sẽ sắp xếp điều gì. Tần Hoàn nắm chặt chăn gấm, trong lòng cảm thấy một khối nặng nề như sắt. Mặc dù trong lòng không yên, nhưng rốt cuộc đã mệt mỏi nhiều ngày, Tần Hoàn trằn chọc một lát, cuối cùng cũng đã thiếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Hoàn tỉnh dậy, Phục Linh đã dậy trước cô. Khi thấy cô tỉnh, Phục Linh nói, tiểu thư, lại có tuyết rơi. Nhìn từ núi mây mù, tuyết còn lớn hơn nhiều. Tần Hoàn đứng dậy, đến bên cửa sổ, mở ra và nhìn ra ngoài. Họ đang ở lầu ba, tầm nhìn cực kỳ thoáng đáng. Từ đây nhìn ra, gần như có thể thấy một nửa thành phố dự châu. Lúc này, Dự châu hoàn toàn bị phủ bởi một lớp tuyết dày trắng tinh, khiến lòng người trở nên trống trải. Tần Hoàn thở ra một hơi, vội vàng đóng cửa sổ lại. Cảnh tuyết thật đẹp, nhưng lạnh lẽo không thể chịu nổi. Thế tử đã ra ngoài, nói rằng lát nữa sẽ mang cơm sáng lên. Hôm nay có tuyết rơi lớn, ba vị tiểu thư không cần đi đâu. Nếu muốn dạo chơi cũng phải chờ hắn trở lại rồi cùng đi. Tần Hoàn nghe vậy nhíu mày, cô muốn đi xem lần trước ở Dự Châu là 10 năm trước khi phụ thân làm quan ở đây. 10 năm đã trôi qua, Dự Châu chắc chắn đã thay đổi nhiều. Cô nhớ lại và cảm thấy phấn khích, nhưng nếu Tần diễm đã ra lệnh như vậy, thì cô không thể đi. Chờ đợi trong phòng khách thật sự nhàm chán, Tần Hoàn quyết định đi xem Bạch Anh. Đã qua 6 ngày, Bạch Anh đã khỏi bệnh sơ, có Tần Hoàn bên cạnh, bệnh của nàng không còn là vấn đề. Nhưng muốn hoàn toàn khỏi hẳn thì vẫn cần thời gian sau này ngươi có định đi theo ta nữa không phục linh bị tần hoàn đuổi về phòng lấy thuốc tần hoàn bèn nhẹ nhàng hỏi bạch anh nghe thấy vậy mặt bình tĩnh bỗng trở nên lo lắng tiểu thư có phải không hài lòng với nô tỳ hay là tiểu thư lo cho nô tỳ là người hầu của điện hạ tần hoàn lắc đầu tất nhiên không phải vậy ngươi là người có võ nghệ ở đây không phải là tài năng của ngươi nghe nói ngươi từng giúp điện hạ phụ trách tình báo ở bên cạnh điện hạ có lẽ sẽ tốt hơn." Bạch Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lắc đầu, điện hạ không thiếu người hầu như nô tỳ. Trước đây điện hạ đã dạy dỗ không ít người, họ đều phân tán ở khắp nơi. Chỉ là điện hạ biết nô tỳ không muốn xa cách huynh trưởng quá xa, nên mới cho nô tỳ ở gần bên. "Tiểu thư không cần lo lắng về điều đó, điện hạ đã có ý định bảo vệ tiểu thư." Nói rồi Bạch Anh tỏ ra tự trách lần trước là nô tì đã sơ xuất tần hoàn bất đắc dĩ lắc đầu ngươi không có gì phải tự trách nếu không có ngươi thay ta ngăn chặn hai mũi tên đó có lẽ ta đã không còn ta thấy ngươi mảnh khảnh lại còn bị thương ta không muốn thêm nỗi đau cho ngươi ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều bạch anh cúi đầu tiểu thư thật tốt bụng đi theo tiểu thư là phúc phận của nô tì nếu ngày đó không phải vì cứu nô tì tiểu thư cũng đã không gặp nạn nói rồi Bạch Anh ngước mắt lên, trên đời này, chủ nhân thường cảm thấy nô tỳ vì họ mà hy sinh, nhưng sẽ không bỏ mặc an nguy của nô tỳ. Điều đó, nô tỳ xin hứa sẽ luôn đi theo tiểu thư. Tần Hoàn thở dài, ngươi nghĩ vậy là đúng, nhưng nếu ngươi muốn trở về, hoặc điện hạ yêu cầu ngươi trở về, ngươi cứ việc trở về là được. Bạch Anh phải về đâu? Phục Linh bước vào, nghe thấy Tần Hoàn nói về việc Bạch Anh trở về, nàng nhất thời không hiểu rõ. Tần Hoàn và Bạch Anh liếc nhau, cả hai đều cười một cách ăn ý. Bạch Anh thường ít khi cười, nhưng lúc này khuôn mặt cô lập tức trở nên rạng rỡ, thực sự là một cô gái xinh đẹp. Chúng ta đang nói về thương thế của nàng, chờ lát nữa sẽ đưa nàng xuống lầu đi dạo một chút. Nàng đã nằm ở đây vài ngày rồi, nếu thấy không khỏe, có thể quay về. Chương 267. Phục Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nàng không biết rõ ràng. Chỉ phụ hỏa, chúng ta nên đi lại một chút, nằm lâu sẽ bị say xe. Bạch Anh gật đầu, được, tiểu thư nói đúng. Ba người trò chuyện một lát, không lâu sau, Tần Sương đứng dậy. Rất nhanh có người mang bữa sáng đến, sau khi dùng bữa sáng xong, Bạch Anh nghỉ ngơi, Tần Hoàn dẫn Tần Sương vào phòng đọc sách của mình. Tần Sương nhìn vào một lúc rồi cảm thấy chán nản, kéo Tần Hoàn suy nghĩ cách khác. Tần Hoàn gọi Phục Linh và Bạch Anh cả nhóm mặc trình tề chuẩn bị xuống lầu. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Tần Diễm lại quay trở lại, thấy Tần Hoàn cùng mọi người chuẩn bị ra ngoài liền cười hỏi, các người đi đâu vậy? Tần Sương chớp mắt, chỉ vào Bạch Anh nói, cử muội muội bảo người bệnh nằm lâu không tốt, chúng ta nên dẫn nàng đi dạo một chút. Phục Linh trợn mắt, Tần Diễm nhìn Tần Sương với nụ cười mỉa mai, bây giờ đường toàn tuyết, đi đâu có gì vui các ngươi không nghĩ đến việc tìm một khu vườn để đi dạo sao tần sương trước bị tần diễm nhìn thấu mặt đỏ bừng nhưng khi nghe tần diễm nói vậy thì ánh mắt bỗng sáng lên tìm một khu vườn đi dạo đi đâu bây giờ tần diễm cười nói để cho ngươi xem khu nhà của những người giàu có phía tây như thế nào tần sương còn chưa kịp phản ứng thì thấy chu hoài dẫn theo một người đàn ông trung niên ăn mặc hoa lệ đi tới chu hoài cười nói bảng huynh đây là hai tiểu thư trong phủ còn một vị chắc đang nghỉ ngơi người đàn ông trung niên đi cùng chu hoài tuy ăn mặc sang trọng nhưng trên mặt lại thể hiện sự cung kính cho thấy địa vị không cao ông ta gọi chu hoài là huynh rõ ràng là có quan hệ thân thiết người đàn ông trung niên thấy chu hoài như vậy liền vội vàng tiến lên bàng hữu đức xin chào hai tiểu thư tần sương và tần hoàn hành lễ nhưng vẫn không biết thân phận của ông Bảng hiểu Đức thấy sắc mặt họ mờ mịt, liền cười nói, dù khách điếm là nhà mình, nhưng với sự có mặt của thế tử và ba tiểu thư, sao có thể ở lại khách điếm được. Lão gia đang chờ ba vị tiểu thư, nhanh chóng chuẩn bị cho họ quay về Thanh Huy Viên đi. Thấy Tần Hoàn và Tần Sương vẫn còn ngơ ngác, Tần Diễm bật cười, chủ nhân khách điếm này là bảng công, ông và phụ thân có quan hệ bạn bè cũ. Biết chúng ta tới, ông muốn mời chúng ta ở lại phủ của ông đây là bằng công đại quản gia thanh huy viên là phủ đệ của ông đừng thất thần nữa nhanh chóng chuẩn bị đi cũng nói với ngũ muội muội một tiếng tần hoàn và tần sương hiểu ra tuy nhiên không tiện hỏi nhiều trước mặt bằng hữu đức chỉ gật đầu rồi trở về phòng họ mang theo ít đồ đạc tần hoàn chỉ dẫn theo một vài bộ váy áo và một ít dược liệu về đến phòng chỉ mất một chén trà nhỏ để thu dọn sau khi ra ngoài bảng hữu đức vẫn đang trò chuyện với chu hoài tần hoàn nghe thấy có vẻ như họ đang bàn về tiệc mừng thọ của thân vương một lát sau tần hoàn cùng mọi người lên xe ngựa thẳng tới thanh huy viên tần sương khó khăn đi bên cạnh tần hoàn vội vàng nói tam ca hôm qua không nói hôm nay mới cho chúng ta biết đại bá quen biết chủ nhân khách điếm này bảng lão gia thật nhiệt tình đã trực tiếp mời chúng ta về nhà ông ấy tần hoàn cũng cảm thấy kỳ lạ không ngờ Trung Dũng Hầu Phủ lại có mối quan hệ với bảng Phụ Lương nổi tiếng. Nói về bảng Phụ Lương, ông là một nhân vật quan trọng, được biết đến là người tự lập sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bắt đầu từ một khách điếm nhỏ không ai biết, chỉ trong vài năm đã đạt được thành tựu lớn. Trong ký ức của Tần Hoàn, cách đây 10 năm, ông chưa có danh hiệu bảng công. Có lẽ gia sản của ông ngày càng lớn, vì thế mới được kính trọng như vậy nghe nói thanh huy viên chính là phủ đệ của một vị thân vương từ vài thập niên trước tần hoàn cũng không biết mối quan hệ của ông với bảng phụ lương là như thế nào ở triều đại đại chu thương nhân thường không được xem trọng nhưng bảng phụ lương lại là người đứng đầu không ai dám khinh thường ông không chỉ trung dũng hầu phù mà cả thân vương cũng phải kết giao với ông bởi vì sự nghiệp của ông đã góp phần không nhỏ vào sự thịnh vượng của dự châu cho nên danh hiệu bảng công của ông cũng trở nên nổi bật Tuyết vẫn chưa dừng lại, và từng lớp tuyết dày dần phủ lên Dự Châu, thời tiết càng làm cho người ta cảm thấy lạnh. Tần Sương không dám kéo bức màn lên xem bên ngoài, nhưng khi đi theo hướng bắc của Dự Châu, sau khi đi hai ngọn trà công phu mà vẫn không thấy bóng dáng ai, bốn bề trở nên im lặng, Tần Sương không khỏi cảm thấy kỳ lạ và nhìn ra ngoài. Khi nhìn ra ngoài, họ thấy xe ngựa đã không biết từ khi nào đi vào một khu dân cư. Dù gọi là dân cư, nhưng đây không phải là những ngôi nhà bình thường. Tất cả các ngôi nhà đều cao lớn, và trong khuôn viên có nhiều cột chạm trổ tinh sao. Tần Sương Thán Phục nói, khu này chính là nhà của những người giàu có nhất dự châu. Lục Tiểu Thư nói rất đúng. Đột nhiên, bàng hữu đức từ phía sau đến gần, ông cũng cưỡi ngựa. Nghe Tần Sương nói, ông liền tiến lên giải thích, phía Bắc là khu nhà của những người giàu có nhất dự châu, lão gia của Thanh Huy Viên cũng ở đây và phủ của thân vương cũng nằm gần đó. Ông chỉ tay, thì cách một con phố thôi. Tần Sương cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng có một tòa nhà chắn tầm nhìn của nàng. Thấy vậy, bàng hữu đức cười nhẹ, lục tiểu thư không cần sốt ruột, đợi đến tiệc mừng thọ ngày mai thì sẽ biết thôi. Tần Sương xấu hổ cười, nhanh chóng buông bức màn và không nhìn ngang ngó dọc nữa. Sau khi đi thêm một chén trà nhỏ công phu, xe ngựa chậm rãi dừng lại bảng hữu đức ở bên ngoài nói ba vị tiểu thư đến nơi rồi xin hãy xuống xe tần sương là người đầu tiên bước xuống xe tần hoàn theo sau vừa xuống xe họ đã nhìn thấy một khuôn viên cực kỳ rộng rãi bên cạnh cổng cẩm châu tần phủ cũng được xem là giàu có nhưng cổng của nó không thể nào so được với thanh huy viên nơi có ba chữ thanh huy viên được khắc tinh xảo khiến tần tương không khỏi cảm thán kinh ngạc tần diễm dẫn đầu đi theo bằng hữu Đức nhanh chóng vào cổng. Vừa bước vào, họ đã nghe thấy tiếng cười vang lên. Thế tử đến rồi, ba vị muội muội của hầu phủ cũng đến rồi sao? Giọng nói này mang theo chút kiêu ngạo, nhưng trong tiếng cười lại khiến Tần Hoàn cảm thấy khó xử. Khi nàng vừa ngẩng đầu, đã thấy một nam tử trẻ tuổi mặc lam sam bước nhanh đến. Trong khoảnh khắc này, Tần Diễm đã tiến lên, "Bằng huynh, chúng ta mấy huynh muội thật sự không muốn làm phiền." quấy dày cái gì, thế tử đến dự châu mà còn muốn ở lại khách điếm, đó chính là tội lỗi lớn của chúng ta, nói xong, người này liếc nhìn qua tần hoàn và các nàng, ánh mắt dừng lại trên tần hoàn một chút rồi thốt lên, ôi, tôi đã nghe nói các muội muội của hầu phủ đều xinh đẹp, giờ thấy mới biết lời nói không sai. Thật đáng tiếc là không biết sớm hơn thế tử sẽ đến. Tần hoàn cúi đầu, cảm thấy ánh mắt của nam tử đảo qua trên mặt nàng, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đã có sự đề phòng yến ly cũng cười tươi nói chuyện vui vẻ nhưng không giống như nam tử này có phần láo cá yến ly hành xử vẫn giữ được danh dự không giống như nam tử này cứ nhìn chằm chằm vào các nàng các muội muội bảng nghi văn này xin chào các vị bảng nghi văn đứng yên chào tần hoàn và các nàng tần tương đứng phía trước có chút ngượng ngùng cúi đầu đáp lễ tần hoàn và tần sương cũng làm theo Bàng Nghi Văn cười nhìn ba người, rồi xoay sang nói chuyện với Tần Diễm, "Tôi sẽ dẫn Thế tử và ba vị muội muội đi nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng ăn cơm với phụ thân và mẫu thân." Mẫu thân đã chuẩn bị tiệc rượu để đón tiếp Thế tử. Tần Diễm trò chuyện vui vẻ với Bàng Nghi Văn, hai người dẫn đầu, còn Tần Hoàn và các nàng theo sau. Họ thấy khu vườn rất đẹp, từ cửa sổ đến các khu vườn hoa và núi đá đều có thiết kế thú vị chi tiết rất tinh xảo không gian được sắp đặt hài hòa thể hiện rõ phong cách của một gia đình quý tộc bảng nghi văn có vẻ quen với việc dẫn khách tham quan trong phủ mỗi khi đi vài bước đều muốn giới thiệu một chút về cảnh trí trong phủ ông nhiều lần nhìn lại ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên và đánh giá điều này khiến tần hoàn cảm thấy không thoải mái tần hoàn bước chân hơi chậm lại còn tần sương vô tư đi trước khiến bảng nghi văn không còn chú ý đến tần hoàn nữa Tần Hoàn nhíu mày, cảm thấy việc chuyển đến Thanh Huy Viên này có lẽ không phải là quyết định tốt. Bàng gia đã chuẩn bị một khách viện cho mấy chị em nhà Tần ở Thanh Huy Viên phía Tây. Tần Hoàn và các chị em ở cùng một chỗ trong viện, còn Tần Diễm thì ở sân bên cạnh. Bàng Nghi Văn đã gọi một nha hoàn dẫn Tần Hoàn và ba người vào ở, còn ông thì đi cùng Tần Diễm. Wow, viện này thực sự không nhỏ. Khi vào sân, Tần Sương than thở, Thấy viện này chỉ có một lối vào nhưng lại rất rộng rãi, với một hàng ba gian chính phòng rất lớn, hai bên là nhiều phòng nhỏ. Tần Sương đứng lại, còn chưa kịp nói câu thứ hai thì Tần Tương đã dẫn Vãn Hà và Tú Chi hướng về phía phòng chính. Tần Sương nhìn chằm chằm rồi quay sang hỏi Tần Hoàn, "Ngươi ở bên kia à?" Tần Hoàn nở nụ cười, "Bên đó cũng tốt." Tần Sương đi về phía phòng bên trái, còn Tần Hoàn cũng chuyển hướng sang phòng bên phải. Khi vào phòng, họ thấy căn phòng cũng được chia thành ba gian, giữa là một hành lang nhỏ. Phía bắc là một phòng ngủ lớn, còn phía nam là một phòng ngoãn các. Phục Linh đã bỏ tất cả đồ đạc mang theo và sắp xếp Bạch Anh ở trong ngoãn các. Bạch Anh đã hồi phục được nhiều, nhưng vẫn bị Tần Hoàn bắt buộc nằm nghỉ ngơi. Sau khi Tần Hoàn thu dọn xong, Tần Sương và Tần Tương cũng ra ngoài. Ba người đi ra khỏi cổng viện, bà Nghi Văn đang đứng bên ngoài chờ do tuyết rơi phục linh và những người khác đều cầm ô bảng nghi văn nhìn ba người đến môi hơi cong lên thế tử thực sự là người may mắn tôi không có những muội muội xinh đẹp như vậy tần diễm nhíu mày rồi lại cười nói bảng huynh đúng là có nhiều muội muội nhưng chắc chắn sẽ rất mệt bảng nghi văn giơ tay mời thế tử mời theo tôi phụ thân đang mở tiệc ở ánh bình minh đường khi tần diễm và bảng nghi văn đi trước họ đi dọc theo hành lang trong vườn hướng về phía đông bắc. Trong khu vườn, mọi thứ từ mái cong đến hoa mộc đều được phủ một lớp tuyết trắng, tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời. Thỉnh thoảng, họ thấy những bông hoa hồng mai đỏ rực nở rộ ở góc tường, thực sự là một khung cảnh tuyệt đẹp trong mùa đông. Khi đi một đoạn đường, họ nhận thấy trong thanh huy viên này có rất ít người hầu, và đều lặng lẽ theo quy củ, khi gặp chủ nhân thì cũng hành lễ rất cung kính, không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên, khi Tần Hoàn nhìn bằng nghi văn, nàng cảm thấy chủ nhân này có phần láo cá không thể nhìn thấy. Khi đi qua một khu vườn hoa, sự im lặng bỗng nhiên bị phá vỡ. Tần Hoàn nghe thấy tiếng đàn sáo vang lên, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Phía trước, Tần Diễm đã hỏi, ôi, ai đang chơi khúc nhạc này vậy? Nghe vậy, bàng nghi văn cười nói, chỉ có người trong nhà đang chơi nhạc thôi. Nói xong, bàng nghi văn dừng lại một chút rồi đột nhiên hỏi, Thế tử có biết về song thanh ban không? Ánh mắt tần diễm bỗng sáng lên, tôi làm sao lại không biết song thanh ban chứ? Bảng nghi văn cười nói, đúng rồi, thành viên của song thanh ban hiện đang ở kinh thành. Thế tử chắc chắn là khách quen của họ và biết rõ về họ. Ông chỉ về phía hưng thanh của đàn sáo, lần này để chúc thọ cho thân vương, phụ thân ngoài việc chuẩn bị lễ vật, còn mời song thanh ban đến biểu diễn. Từ ngày mai trở đi, họ sẽ liên tục biểu diễn ở phù của thân vương trong hai ngày sau đó phụ thân cũng sẽ tiếp đãi hai vị bằng hữu cũ và trong hai ngày tiếp theo họ cũng sẽ biểu diễn ở trong nhà ông lại quay sang nói mong thế tử và vài vị muội muội ở lại thưởng thức buổi biểu diễn ánh mắt tần diễm thoáng chốc tối lại tần hoàn và các chị em cũng hơi biến sắc dù tần sương không ra ngoài như vậy cũng biết đến tên tuổi của song thanh ban tần diễm càng hiểu rõ hơn trong kinh thành, họ là một trong những gánh hát nổi tiếng, ngoài các thanh lâu, thuyền hoa. Song thanh ban chủ yếu là gánh hát kịch nam, với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, những khúc nhạc thường ngọt ngào hơn so với các gánh hát phía Bắc. Như vậy, tự nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của các quý công tử. Thông thường, khi song thanh ban đến kinh thành đều là kín chỗ. Vài ngày trước, nghe nói họ đã nhận lời mời từ một phú hộ phía Nam. Vì vậy, gánh hát đã mang theo hai diễn viên xinh đẹp hướng phía nam. Mọi người tưởng rằng gần cuối năm họ sẽ trở lại kinh thành sớm, nhưng không ngờ lại đến Dự Châu. Dù việc mừng thọ của thân vương cũng là một sự kiện lớn, nhưng sự bày trí của bàng gia cho thấy họ có tiềm lực tài chính rất lớn. Trong lòng Tần Diễm không khỏi cảm thán về sự giàu có của bàng gia. Chương 268. Tần Diễm mỉm cười nói, "Quả là lần đầu tiên ta gặp nhị công tử." Bàng Nghi Văn vỗ vai Bàng Nghi Võ, nhị đệ luôn phải đi khắp nơi giúp phụ thân lo việc kinh doanh, mong thế tử đừng trách. Nói rồi giơ tay mời, phụ thân đang ở bên trong, xin mời. Tần Diễm dẫn Tần Hoàn và hai người nữa nhanh chóng bước vào ánh bình minh đường. Vừa vào cửa, một luồng không khí ấm áp ập vào trước mặt, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Bàng Phụ Lương, mặc áo dài màu nâu thẫm, đang đứng bên cửa sổ chơi đùa với một bé trai khoảng năm. 6 tuổi. Nghe tiếng động, ông quay đầu lại và cười nói, thế tử đã đến. Bảng công, xin lỗi đã làm phiền. Bảng phụ lương cười lớn, vỗ vai đứa bé, ra hiệu cho nó quay lại chào khách. Đứa bé cầm trên tay một chiếc xe ngựa nhỏ tinh xảo, quay người lại, tần diễm liền nói, đây là tam công tử sao? Thật sự rất đáng yêu. Bảng phụ lương cúi đầu nói, ra ngôn, sao con không chào khách? gọi ca ca đi. Bảng gia môn cầm chiếc xe ngựa nhỏ bằng vàng, không biết có phải làm từ vàng dòng hay không, chỉ thấy trên xe được khảm vài viên đá quý trông rất thật. Chiếc xe ngựa này chỉ có ngựa và càng xe là cố định, còn bánh xe có thể di chuyển được. Bảng gia môn vừa nhìn tần diễm, tay vừa xoay bánh xe, ngập ngừng một lúc mới nói, chào ca ca. Tần diễm mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, lần đầu tiên gặp tam công tử ta không chuẩn bị lễ vật gì, mong tam công tử đừng chê, nhận lấy miếng ngọc bội này. Bảng gia ngôn chỉ cao đến ngang hông tần diễm, khi tần diễm đưa miếng ngọc bội ra, bảng gia ngôn do dự nhìn về phía bảng phụ lương. Bảng phụ lương cười lớn nói, cầm đi. Trên mặt bảng gia ngôn không có biểu cảm gì, chỉ hơi tò mò nhìn miếng ngọc bội trong tay. Trong phòng mọi người đều cười, bảng phụ lương, giờ đã qua tuổi 40, lúc này mới đứng lên mặc dù đã qua tuổi trung niên nhưng ông vẫn có dáng người cao lớn, mặc bộ áo dài đẹp đẽ quý phái, toát lên khí chất phi phàm. trái lại, trường từ và con thứ của ông đều không thể sánh bằng vẻ uy nghi của cha mình. gương mặt bằng phụ lương đoan chính, đôi mắt hơi dài, hiện lên sự khôn khéo nhưng lại hàm chứa nét ôn hòa. ông nắm tay bằng gia ngôn, ánh mắt lướt qua và dừng lại trên người ba tỷ muội nhà tần tương đây là ba vị tiểu thư của tần phủ sao tần diễm vội vàng gật đầu đúng vậy đây là ba muội muội của tôi nói rồi quay đầu nhìn tần tương cùng hai người kia vừa thấy tần tương liền nhanh chóng cùng tần hoàn và người còn lại cúi đầu hành lễ sau khi hành lễ xong bảng phụ lương mỉm cười khí chất thật tốt dùng mạo cũng rất đẹp quả nhiên là người của tần phủ đã đến đây thì coi như ở nhà mình không cần câu nệ gì cả nói rồi chỉ vào bàn trong chính đường, đi nào, mọi người cùng ngồi xuống. Nói xong quay đầu lại, ra ngôn, đặt chiếc xe ngựa xuống, đi ăn cơm nào. Bảng Nghi Văn và bảng Nghi Võ đã quay người mời Tần Diễm cùng mọi người ngồi xuống, nhưng khi thấy bảng Phụ Lương vẫn chưa động, Tần Diễm cũng không ngồi xuống. Bảng Phụ Lương đã lớn tuổi như vậy, trong khi bảng Gia Ngôn chỉ mới 6-7 tuổi, trông rất có dáng vẻ già có con nhỏ. Tần Hoàn và những người khác sau một thời gian dài ở trong nhà đã nhìn ra rõ ràng rằng Bàng phụ Lương cực kỳ yêu chiều đứa con út này. Bàng Gia ngôn không chỉ có khuôn mặt đáng yêu, một đôi mắt màu hổ phách trừng lấp lánh, lông mi cong và rất dài. Tuy là một cậu bé trai, nhưng lại giống như bé gái đáng yêu, khiến ai cũng muốn nâng niu. Cậu bé an tĩnh, không khóc nhào, khiến Tần Diễm cũng có phần yêu thích. Nghe Bàng phụ Lương nói, Bàng gia ngôn ngoan ngoãn đặt chiếc xe ngựa đã khảm vàng lên bàn, rồi đặt miếng ngọc bội mà tần diễm đưa cũng xuống, sau đó ngoan ngoãn đi theo bên cạnh bàng phụ lương. Như thế, cả đoàn người đi vào vị trí ngồi, bàng phụ lương ngồi ở chủ vị với bàng gia ngôn ấp trong lòng. Tần diễm và tần hoàn cùng hai người khác ngồi bên tay trái, còn bàng nghi văn và bàng nghi võ thì ngồi bên phải. Chút rượu nhạt, mong thế tử đừng chê hãy thưởng thức phong vị của dự châu chúng tôi bảng phụ lương trong khi đang nói chuyện ôn tồn tần diễm giơ chén rượu lên nói lần này tôi đã quấy rẫy bảng công xin kính ngài một ly bảng phụ lương cười ha hả giơ chén rượu lên quấy rẫy gì chứ nếu ngươi không đến tôi mới thật sự buồn đã bao nhiêu năm không gặp lại hầu ra nay ngươi đã đến tôi sao có thể để ngươi ở khách điếm chứ nói rồi Bàng Phụ Lương cùng Tần Diễm cùng nhau nâng chén, rượu này là chúc Diệp Thanh tốt nhất của Dự Châu, hãy nếm thử. Tần Diễm uống một hơi cạn sạch, liên tiếp tán thường. Sau khi uống liền hai chén, Yến Tiệc mới chính thức bắt đầu. Tần Hoàn thấy trên bàn không có rượu chỗ cho phu nhân, tự hỏi không biết vì sao bà không đến. Trong khi đang suy nghĩ, nàng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Nâng ngắc đầu lên, đối diện với ánh mắt của bàng nghi văn. Bảng nghi văn cười nói các muội muội đừng nên câu nệ hãy thản nhiên mà ăn uống tần hoàn gật đầu ánh mắt khé dụ xuống bên phía bảng phụ lương vừa đấy cơm cho bảng gia môn vừa nói thế tử định ở lại mấy ngày tần diễm đáp trong nhà dục tôi sớm về cuối năm đã cận kề không thể ở ngoài lâu dự tính sau khi tham gia tiệc mừng thọ xong tôi sẽ đi ngay bảng phụ lương cười nói tôi còn tính để ngươi gặp một người tần diễm thoáng ngạc nhiên chớp mắt một cái hả thấy ai quan vận muối đứng đầu ở lưỡng hồ thế tử có biết không tần diễm khẽ ngẩn ra ý của bảng công là lưu nhân lệ người vận chuyển muối sao bảng phụ lương mỉm cười gật đầu nói đúng vậy hắn từ hồ châu đến vốn định đến dự tiệc mừng thọ nhưng trên đường bị chậm trễ phải đến ngày mai mới tới được ta và hắn là bạn cũ muốn để hắn ở lại thanh huy viên Tần Diễm hơi suy nghĩ, ánh mắt chớp động, Lưu Nhân Lệ đã nhiều năm không trở về Kinh Thành. Bàng Phụ Lương cười nói, thế tử cũng biết, sản lượng muối ở phía nam lưỡng hồ ngày càng tăng, các công ty tư nhân cũng mọc lên nhiều. Hắn đã quản lý việc vận muối ở phía nam trong nhiều năm, đồng thời còn phụ trách quản lý các công ty tư nhân, tự nhiên rất bận rộn. Nhưng lần này hắn trở về kinh để báo cáo công việc, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ tiếp tục ở lại lưỡng hồ có thể còn phụ trách cả việc ở phía Đông Vi Châu đảo. Nghe vậy, ánh mắt Tần Diễm bỗng nhiên sáng lên. Theo chế độ vận muối của Đại Chu, tự mình buôn bán muối tư là một tội rất nặng, có thể dẫn đến hình phạt liên đới. Tuy nhiên, vì lợi nhuận từ muối rất lớn, vẫn có nhiều người muốn dựa vào đó để làm giàu. Vì vậy, việc quản lý muối tư luôn là một trong những chủ đề nghiêm túc của triều đình. Tuy nhiên, không thể nào tất cả các mỏ muối và dụng muối đều nằm trong sự kiểm soát của chính quyền trong khi quan phủ cũng không đủ nhân lực và năng lực để quản lý hết lúc này các nhà buôn muối được yêu cầu phải chuyển giao muối và viết hóa đơn công văn việc chuyển muối và sản xuất muối đều được quy định rất nghiêm ngặt nếu không có phê duyệt của quan họ sẽ bị coi là buôn bán muối tư đây là một tội rất nặng dù rằng các thương nhân vẫn phải nộp thuế lớn cho chính quyền nhưng bỏ qua thuế lợi nhuận thu được vẫn rất cao. Chính vì vậy, các nhà buôn muối thường trở thành những người giàu có nhất trong vùng. Ai mà không muốn trở thành triệu phú chứ? Tuy nhiên, các công văn cho phép truyền muối là có hạn. Vì vậy, việc quyết định ai được cấp phép sản xuất muối trở nên rất quan trọng. Những viên chức đó, dù là quan lại, lại có thể quyết định hướng đi của tài sản. Vì vậy, họ trở thành đối tượng được các thương nhân nịnh bờ tần diễm không ngạc nhiên khi bảng phụ lương giao du với những người như vậy nhưng nếu bảng phụ lương nói với tần diễm tần diễm chắc chắn sẽ thấy hứng thú với người đó mà lý do là vì những mâu thuẫn trong triều chính ta thường nghe phụ thân nhắc đến lưu nhân lệ nhưng chưa có cơ hội gặp mặt nếu lần này có cơ hội ta nhất định muốn làm quen với lưu nhân lệ xin bảng công giúp ta giới thiệu tần diễm nói với giọng thành khẩn bảng phụ lương cười gật đầu chuyện này không khó Ta nghe hắn nói, người khác còn chưa đến nhạn giang, nhưng ở kinh thành đã có người gửi lễ vật đến phủ của hắn, hắn thật sự có phần hoảng loạn. Tần Diễm khẽ cười, vậy lưu nhân lệ đến đây để tránh sóng gió sao? Bàng phụ Lương cười lớn, cũng tiện thể nghe một chút biểu diễn của Song Thanh Ban. Nghe vậy, Tần Diễm cũng bật cười, rồi nâng chén rượu với Bàng phụ Lương. Hai người đã trao nhau vài chén, bỗng nhiên bàng gia ngôn mùi trong lòng bàng phụ lương trở nên không yên ngẩng đầu nhìn bàng phụ lương cha gia ngôn đã ăn no bàng phụ lương buông chén rượu nói với giọng hòa nhã ăn no rồi sao bàng gia ngôn gật đầu tiểu nhóc không thể chịu nổi cảnh mọi người ăn uống ồn ào bàng phụ lương liền gọi ra ngoài tình nương đưa tam thiếu gia đi chơi một chút đi giọng nói vừa dứt một người phụ nữ giản dị bước vào từ bên ngoài Bàng Gia Môn nhìn thấy nàng liền xuống đất, giơ tay muốn phụ nhân bế lên. Người phụ nữ bế Bàng Gia Môn lên, cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Nhìn Bàng Gia Môn đi rồi, Bàng Phụ Lương thở nhẹ một hơi, rồi lại lén nói với Tần Diễm về những chuyện trong chiều. Tần Hoàn ngồi bên cạnh, im lặng ăn cơm, thật nhạt nhẽo như nước ốc. Nàng biết rằng Hồ phủ đã đứng về phía thái tử, trong lòng đoán rằng Tần Diễm muốn nhờ cậy vào Lưu Nhân Lệ cho thái tử. Bởi vì dù thái tử có quyền, nhưng nếu có thể kiểm soát cả vận muối ở phía nam và phía đông thì vẫn an tâm hơn. Hiện tại Tần Hoàn không cảm thấy hứng thú với triều chính, những chuyện trong triều đối với nàng khá xa lạ, hơn nữa nàng cũng không tham gia vào công việc của hầu phù. Nhưng nàng nghe được rằng bảng phụ lương rất rõ ràng về tình hình ở đây, đặc biệt là về lưu nhân lệ và các sắp xếp, đúng là rất hợp ý với Tần Diễm. Tần Hoàn biết họ chắc chắn sẽ ở lại Thanh Huy Viên vài ngày. Sau khi ăn xong, bàng phụ lương muốn giữ Tần Diễm lại nói chuyện. Lâu rồi không gặp thế tử, thế tử cứ ở lại, có văn có võ, hai người đưa ba vị tiểu thư về nhé. Nghe phải chính mình đưa các nàng trở về, bàng nghi văn lập tức cười đứng dậy. Vậy thì tốt, ba vị muội muội, ta sẽ đưa các ngươi về. Tần Tương nói cảm ơn, Tần Hoàn và Tần Sương chỉ cần làm bộ là được ba người cùng với các thị tỳ cầm ô quay người đi ra ngoài bàng nghi văn đi trước tần tương ở giữa tần hoàn và tần sương đi cuối tần sương đi vài bước vào dưới ô của tần hoàn thì thầm còn chưa kịp ở khách điếm ở đây đúng là không thoải mái tần hoàn nở nụ cười quay sang bàng nghi văn và nói lục muội muội nói gì vậy tần sương cũng không biết từ đâu mà gọi tần hoàn là lục muội muội nhưng khi bàng nghi văn nhìn lại Nàng không dám im lặng, liền nói: "Thật sự là Thanh Huy viên danh bất hư truyền." Nói gì cũng dễ nghe, nhưng Tần Sương trong lòng không mấy thích bằng Nghi Văn, nên chỉ miễn cưỡng đáp lại. Bàng Nghi Văn nghe vậy có vẻ vui vẻ, "Vậy để ta dẫn ba vị muội muội đi dạo một chút nhé." Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 269. Nghe xong, Tần Sương hơi lưỡng lự, "Chuyện đó, thôi, không cần đâu." Lúc mới vào ta cũng đã thấy hết rồi. Hơn nữa, công tử bàng còn có việc, không cần phiền ngài dẫn chúng ta đi xem nữa. Câu trả lời của nàng khiến Tần Hoàn cảm thấy rất hài lòng, nhưng Bàng Nghi Văn lại nói, "Không sao, bên kia có hai khu vườn sen, hãy để ta dẫn các vị qua xem. Hiện tại tuyết đang rơi, cảnh sắc thật khác biệt." Bàng Nghi Văn vừa nói vừa bước về phía trước, Tần Tương dừng lại một chút, rồi cũng đi theo. Thấy vậy, tần sương không thể đứng yên nữa liền kéo tay tần hoàn đi theo bảng nghi văn dường như rất hào hứng vừa đi vừa giới thiệu lịch sử và cảnh vật trong khu vườn đôi lúc còn ngâm vài câu thơ tần hoàn chỉ nghe lướt qua không để tâm lắm bỗng một giọng nói mềm mại vang lên em nhỏ chơi trốn tìm trong hang đá tiếng cười vang vọng tình nương mau đến tìm em sao lại mãi không tìm thấy em đoàn người đi đến bên hồ sen mùa đông tuyết phủ hồ sen giờ đã thành một thảm tuyết trắng xóa bên cạnh hồ là một hòn non bộ cao vút tần hoàn cùng mọi người nghe thấy giọng nói mềm mại ấy vọng ra từ trong hòn non bộ tuy rằng tuyết không lớn như lúc trước nhưng vẫn rơi dày nghe giọng nói họ biết ngay đó là tiếng của tam thiếu gia bảng gia môn lại nhớ đến bài đồng dao vừa nãy tần hoàn nhíu mày trời lạnh thế này mà lại chơi trốn tìm ở đây sao Bàng nghi văn cũng dừng bước nhíu mày lớn tiếng gọi tình nương lời vừa dứt một bóng người xuất hiện từ phía sau hòn non bổ chính là người phụ nữ trung niên vừa rồi đã bế bảng gia ngôn đi thấy bảng nghi văn tình nương vội vàng cúi chào đại thiếu gia bảng nghi văn nhíu mày hỏi gia ngôn đang trốn ở trong này sao tình nương trong lòng run sợ liếc nhìn bảng nghi văn và gật đầu đúng vậy vậy thì thật không thể chấp nhận ở đây mà lại làm ồn ào. Bảng nghi văn vừa nói vừa quay đầu nhìn quanh, hơn nữa khách đến đây dạo vườn như vậy thật là không ra gì. Vâng, nô tỳ sẽ đi tìm tam thiếu gia ngay. Nói xong, tình nương đứng dậy, kêu lớn hai tiếng, tam thiếu gia. Ngài mau ra đây. Ngọn núi này có vẻ được xây bằng đá cổ, cao khoảng ba bốn trượng, ở đỉnh còn trồng vài cây tùng xanh, giữa sườn núi có một cái đỉnh hóng gió, có thể nói là rất tinh xảo. Tần Hoàn liếc nhìn vào trong, chỉ thấy có vài cửa sổ hở ra, bên trong tối như mực, lại trống rỗng, khiến cho người ta cảm nhận được một không gian rộng lớn. Tỉnh Nương gọi bàng Nghi Văn quay lại và nói, xin hãy thứ lỗi cho các vị muội muội, đệ đệ thực sự rất bướng bỉnh. Tần Hoàn không cho rằng bà Gia Ngôn bướng bỉnh, chỉ lo lắng cho tiểu oa nhi lạnh lẽo ở nơi tối tăm này, mà cậu bé mới chỉ 6-7 tuổi nhưng lại không hề sợ hãi. Bàng Nghi Văn có vẻ xin lỗi, nhưng Tần Hoàn không muốn đáp lại, Tần Sương cũng chưa lên tiếng, Tần Tương nói, sao lại chê cười? Tiểu thiếu gia thật đáng yêu, ở độ tuổi này thì đúng là thích chơi đùa. Bàng Nghi Văn thở dài, các ngươi mới gặp lần đầu không biết, cậu ấy thực sự rất bướng bỉnh, trước mặt phụ thân thì thôi, nhưng trước mặt người khác lại chẳng có chút lễ nghĩa nào. Như thể để chứng minh lời Bàng Nghi Văn, vừa dứt lời, một quả tuyết cầu phanh nện vào ót của hắn. Ai, bảng nghi văn mặt mày bất đắc dĩ, tự cho là nho nhã nhưng bị tấn công bất ngờ khiến hắn rất bực bội. Hơn nữa, khi làm trò trước mặt Tần Hoàn và hai người kia, hắn càng cảm thấy xấu hổ, vì vậy tiếng kêu của hắn thật sự rất thảm. Hắn một tay che ót, quay đầu lại thì thấy bảng gia ngôn đứng ở giữa sườn núi dưới cái đỉnh hóng gió. Bàng nghi văn tức khắc nổi giận, bảng gia ngôn ngươi thật sự quá đáng câu nói còn chưa dứt bảng gia ngôn lại ném một quả tuyết cầu về phía hắn bảng nghi văn lúc này đã có sự phòng bị thân mình lệch sang một bên để tránh thấy vậy bảng gia ngôn liền há miệng cười tiếp tục ném tuyết về phía bảng nghi văn mặc dù tay hắn nhỏ xíu đã bị lạnh đến đỏ bừng nhưng hắn dường như không cảm thấy lạnh chút nào chỉ không ngừng ném tuyết về phía bảng nghi văn mặc dù bảng nghi văn không bị trúng đích nhưng bị một tiểu hài tử đuổi đánh như vậy thật sự rất chật vật. Bàng gia ngôn, người thả ta xuống, ta sẽ nói cho phụ thân biết. Bàng nghi văn tức giận đến mức muốn hộp máu, nhưng bàng gia ngôn không chỉ không sợ hãi, mà còn đánh càng hung hãn hơn. Hắn như thể thường xuyên chơi trò này và không hề mệt mỏi. Bàng gia ngôn đứng trên cao, rất nhanh đã khiến bàng nghi văn bị trúng một quả tuyết. Bàng gia ngôn càng cười lớn hơn trong khi bảng nghi văn tưởng rằng mình có thể bắt được hắn thì vừa động, bảng gia ngôn lại nhanh chóng chui vào trong một cái đồng. Bảng nghi văn nhận ra ý đồ của hắn, bỗng nhiên, hắn nghiến răng nói, người có tin không, ta sẽ nói với mẹ ngươi. Bảng gia ngôn dừng lại một chút, nhưng vẫn không sợ hãi mà tiếp tục định ném tuyết về phía bảng nghi văn. Hắn nói rất nhanh, ngươi hãy suy nghĩ lại về mẹ ngươi. Vừa nghe lời đó, tay bảng gia ngôn dừng lại một chút hắn khẽ hừ một tiếng rồi ném tuyết trong tay đi sau đó xoay người chui vào trong thạch động tần hoàn mơ hồ thấy hắn ló ra từ hai chỗ hồng nhưng không biết hắn chạy đi đâu tình nương đứng bên cạnh mặt mày trắng bệch xin lỗi đại thiếu gia nô tỳ sẽ đưa tam thiếu gia trở về nói xong tình nương cũng chui vào theo trong núi có nhiều điều kỳ diệu mặc dù rất thú vị nhưng nhìn độ cao như vậy sợ rằng người lớn chui vào sẽ phải cong eo với tình trạng như thế thì tình nương sao có thể bắt được bàng giang ngôn rất nhanh giọng nói mềm mại và vui vẻ lại vang lên tiểu hoa nhi mau trốn đi trong thạch động có tiếng cười tình nương mau đến tìm ta tại sao mãi vẫn không tìm thấy trong núi có nhiều lối đi quanh co do đó âm thanh ấy dù có vang lên cũng trở nên mơ hồ tần hoàn cũng không thể phân biệt được bàng giang ngôn đang ở đâu sau khi trải qua một trận như vậy, bàng nghi văn tức giận đến mức muốn hộp máu, nhưng thấy tần hoàn và những người khác thì cũng không còn hứng thú. Đang vui vẻ dạo vườn mà bị tiểu bướng bình này quấy rối. Bàng nghi văn chỉnh lại vạt áo, giọng điệu có phần thân mật, tần tương cũng cảm thấy ngại ngùng, còn tần sương thẳng thắn nói, bàng công tử, áo của ngài đều ướt rồi, mau về thay quần áo đi. Chúng ta cũng đã mệt, nên về thôi. Bàng Nghi Văn nhìn vào áo choàng của mình, thấy trước ngực và vạt áo có những dấu ướt do tuyết, thật là bắt mắt. Hắn cười khổ, thôi cũng được, lần này không thể vui vẻ, chờ tuyết ngừng lại thì sẽ dẫn ba vị muội muội đi dạo, bây giờ lạnh quá, ba vị muội muội không nên ở ngoài lâu để tránh bị lạnh. Tần Sương gật đầu, chúng ta về thôi, bảng công tử không cần khách khí. Nói xong, nàng hành lễ rồi lôi kéo Tần Hoàn đi phía sau tần tương cũng nói một câu cảm ơn rồi theo sau tiểu thiếu gia này thực sự rất bướng bỉnh điều này đại công tử cũng không nói sai tần tương nói với giọng trầm xuống khi còn nhỏ chúng ta đâu dám có thái độ này với đại ca tần tương nhớ đến tần sâm có phần thương cảm dù tần hoàn không nói tiếp nhưng cũng rất hiểu tần sương cùng tần sâm lớn lên bên nhau và tần sâm chưa từng làm điều gì xấu với nàng vì thế nàng vẫn nhớ đến đại ca này. Chuyến này không thấy được cảnh đẹp nào, mà chỉ thấy hai huynh đệ nhà Bàng đang trêu đùa nhau. Mặc dù Bàng Nghi Văn khá bướng bỉnh, nhưng Tần Hoàn tự nhiên cảm thấy hắn không thích Bàng Gia Môn. Hơn nữa, câu nói của hắn cũng thật kỳ quái. Người tốt nhất nên nghĩ đến mẹ ngươi. Tại sao lại không gọi là nương, mà lại là ngươi nương, nghe câu này có vẻ như là một lời đe dọa. Suy nghĩ như vậy, Tần Hoàn lại nhớ ra rằng hôm nay vẫn chưa gặp bằng phu nhân. Trong lòng Tần Hoàn có chút nghi ngờ, nhưng không quan tâm đến chuyện của nhà bàng, vì vậy không nghĩ nhiều. Nàng theo Tần Sương trở về sân, ba tỷ muội đều có vẻ mệt mỏi, từng người quay về nhà. Khi nàng vừa dẫn Phục Linh vào phòng, Bạch Anh đã mở miệng gọi, Phục Linh tỉ tỷ, có thể lại đây một chút không? Tần Hoàn vừa nghe, lập tức đi theo, thấy Bạch Anh có chút ngượng ngùng nói. Nô tỉ đang xem Phục Linh tỷ tỷ viết dược danh, nên có chút hứng thú, không biết có thể nhờ Phục Linh tỷ tỷ nói một chút không? Tần Hoàn còn tưởng rằng Bạch Anh không thoải mái, nghe vậy nhẹ nhõm thở ra. Mấy ngày nay Phục Linh học được nhiều, vừa nghe câu này đã rất hứng thú, nàng cũng đã dạy cho người khác rất nhiều thứ. Tần Hoàn lắc đầu cười, thấy Phục Linh và Bạch Anh thân thiết, trong lòng rất vui. Khi nàng vừa xoay người đi về phía Bắc Sương, đến cửa thì bất ngờ thấy Yến Trì đang đứng ở mép giường, thật là rõ ràng. Nửa đêm tiếng khóc, Yến Ly kinh hãi. Nhìn thấy Yến Trì đứng ở mép giường, tần hoàn ngẩn người. Không có gì lạ khi Bạch Anh không nói nhiều mà bỗng nhiên kéo Phục Linh đến để giảng về dược danh. Người, tần hoàn hơi ngập ngừng, theo bản năng nhìn qua cửa sổ và cửa phòng. Yến Trì thì đã sớm nghe thấy tiếng động khi nàng trở về, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên người nàng sao ngươi lại ở đây yến chỉ hỏi với giọng điệu nặng nề tần hoàn nhìn bên ngoài một chút vừa yên lòng rồi vào trong buông rèm xuống rõ ràng là ban ngày sao ngươi vào được nếu bị người khác nhìn thấy yến chỉ với vẻ mặt bình thản hỏi ngươi muốn ta đến vào ban đêm sao tần hoàn hơi đỏ mặt vì câu hỏi của hắn không biết nghĩ gì mà chỉ lướt nhìn hắn từ trên xuống dưới yến chỉ cảm thấy ánh mắt nàng có phần lạ lẫm cũng cúi đầu nhìn mình một cái, sao vậy? Hôm nay hắn vẫn mặc bộ áo choàng đen, nhưng không giống như hôm qua. Tần hoàn chớp mắt, cung thân vương và thế tử đâu? Yến chỉ nhướng mày, hắn đương nhiên không thể nào cùng ta ở chung một chỗ. Tần hoàn gật đầu, tam ca nói rằng Trung Dũng Hầu Phủ có quan hệ bạn bè với nhà bàng, vì vậy một ngày nào đó khi chúng ta ở lại khách điếm, thì cũng là nhà của hắn. Khi biết tam ca đến, hắn đã mời chúng ta đến Thanh Huy Viên. Nghe Tần Hoàn nói lý do, Yến chỉ hiểu ra ngay, khi nào khởi hành. Tần Hoàn nghe vậy, ánh mắt hơi tối lại, rõ ràng tình huống không như nàng dự đoán, có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại thêm 4 năm ngày nữa. Yến chỉ không biểu lộ gì trên mặt, nhưng vẫn có chút kinh ngạc, tại sao? Tần Hoàn do dự một chút rồi nói, bảng lão ra nói muốn sắp xếp để tam ca gặp gỡ một người. Gặp ai? yến trì nhìn nàng hỏi rất tự nhiên tần hoàn định nói ra ngay nhưng nghĩ đến tình hình phức tạp trong chiều nàng lại do dự nàng không phải không tin tưởng yến trì nhưng hiện tại yến trì và tần thị vẫn chưa đứng chung một phe và nàng cũng không thể nói rằng hai người này sẽ hỗ trợ yến trì bảng lão gia có lẽ có ý định sâu xa nào đó mặc dù nàng không rõ ràng lắm nhưng vẫn giữ im lặng thấy tần hoàn do dự mày yến trì nhíu lại Vậy ta cũng phải giấu giếm sao?" Tần Hoàn bình thản nhìn Yến Trì, "Ta đã nói với điện hạ rằng Tam ca muốn gặp người, điện hạ muốn biết tự nhiên sẽ đi tìm hiểu, điểm này không cần phải giấu. Nhưng rốt cuộc có liên quan gì thì ta không rõ, vì vậy ta không thể nói thêm." Thật là một cái lý do tốt, Yến Trì nhìn Tần Hoàn với ánh mắt sắc sảo, mặc dù nàng làm việc gì cũng rất đúng mực, nhưng cảm giác này làm hắn cảm thấy hơi khó chịu như thể nàng đang đưa ra lý do cho hắn tần thế tử sẽ không vì thương nhân mà lưu lại nếu muốn gặp thì chắc chắn là quan viên trong triều những quan viên có quan hệ với nhà bàng không phải ít khả năng này có thể khiến tần thế tử cảm thấy hứng thú và có ảnh hưởng nhất định đến triều cục tần thế tử đã ở kinh thành nhiều năm nếu muốn gặp quan viên thì chắc hẳn đã gặp rồi vậy lần này liệu có phải là muốn gặp người từ bên ngoài về để báo cáo công việc Yến chỉ cười như không cười, nhưng giọng điệu lại có phần lạnh lùng không gợn sóng. Tần Hoàn nghe xong, thấy không, Điện Hạ chỉ cần suy đoán một chút là biết, căn bản không cần ta nói. Yến chỉ gật đầu, người từ phía nam trở về, chính là lưu nhân lệ làm mối vân. Tần Hoàn mở to mắt, nàng vốn nghĩ rằng Yến Trì sẽ suy đoán ra đại khái rồi sau đó tìm hiểu thêm, không ngờ hắn lại nói ngay, khiến Tần Hoàn thật sự rất ngạc nhiên. Tần Hoàn biểu lộ rõ ràng cho thấy suy đoán của nàng là đúng. Yến chỉ thấy vẻ mặt không thể tin của nàng, nói, mỗi năm quân lương của sóc Tây quân đều phải từ dự châu vận chuyển, đôi khi còn trực tiếp thu thuế từ phía Tây. Nhà bàng là một trong những nhà giàu nộp thuế ở phía Tây, tôi dĩ nhiên sẽ không lạ lẫm với họ. Nhà họ không chỉ có khai thác khách điếm, còn liên quan đến mối vận. Lưu nhân lệ đã có giao tình với họ từ lâu, Mặc dù Lưu Nhân Lệ 3 năm chưa trở lại kinh thành, nhưng thân phận của hắn trong lĩnh vực muối vận hiện tại là rất cần thiết cho thái tử. Chương 270. Tần Hoàn khẽ há miệng, Yến Chỉ đúng là khiến nàng bất ngờ. Yến Chỉ liếc nhìn Tần Hoàn một cái, đột nhiên bước lại gần hai bước. Thấy Tần Hoàn vẫn đang mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn, Yến Chỉ liền ôm chặt vòng eo nàng kéo vào lòng, "Ngươi còn cảnh giác với ta sao?" Tần Hoàn chớp mắt, "Ân, cũng không thể nói là cảnh giác." Yến Chỉ khẽ cong môi, nụ cười có phần lạnh lùng, "Vậy, có phải là ngươi cảm thấy ta sẽ đối đầu với Tần phu?" Tần Hoàn lại chớp mắt, "Ân, cũng không phải như vậy." Yến Chỉ đưa tay vuốt má nàng, cảm nhận làn da hơi lạnh, hắn tiếp tục vuốt hai lần nữa, "Hiện tại ngươi cần phải về Tần phu. Ta chắc chắn sẽ không khiến Tần phủ rơi vào thế bị động. Điều tra một mình là một chuyện, nhưng nếu người nói cho ta thì lại là chuyện khác. Người nói một nửa và giấu một nửa, chẳng lẽ không phải là để phòng ta sao? Tần Hoàn suy nghĩ một chút, ta không nói gì cả, nhưng Điện Hạ có thể tự về và điều tra. Điện Hạ, Yến chỉ véo nhẹ bên hông Tần Hoàn, điều đó sao có thể giống nhau? Tần Hoàn nhìn Yến chỉ với chút trách móc, thở dài, đó đều là việc của triều đình. Ta chưa tìm hiểu rõ tình hình, sao có thể biết cái gì nên nói cái gì không hơn nữa ta không muốn vì những điều không rõ ràng của mình mà ảnh hưởng đến ngươi hay tần phù ta không muốn dính vào yến chỉ nhìn sâu vào mắt tần hoàn vậy thì hầu phủ đã dính vào rồi việc triều đình có vẻ khá xa vời đối với ta hầu phủ vẫn là hầu phủ ta còn chưa trở về kinh thành yến chỉ nhìn nàng một cái ngươi không lo lắng về những âm mưu trong triều đình sao Tần Hoàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật ra cũng không phải không vui. Khi ta về kinh thành, thấy được thái độ của hầu phủ và tình hình trong kinh, đương nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại, ta thật sự không biết Tam Ca gặp vị lưu đại nhân kia rốt cuộc muốn nói gì. Yến chỉ vỗ nhẹ vai nàng, vậy là tốt rồi. Nói rồi, hắn ôm chặt nàng vào lòng, hôm qua ta đã để lại người, nhưng sau đó biết các ngươi đi thập phương khách điếm, hôm nay lại không thấy ai, phải hỏi thăm mãi mới biết các ngươi đã đến đây tần hoàn cảm thấy trong lòng khẽ động nếu ngươi không đến ngày mai ở tiệc mừng thọ vẫn có thể gặp yến chỉ nắm chặt cánh tay nàng điều đó sao giống nhau được tần hoàn trong lòng cũng cảm thấy không giống nhưng không nói ra yến chỉ ánh mắt trở nên nghiêm túc tần hoàn không xấu hổ cũng không bực bội trước tâm tư của hắn nhưng thái độ này thật sự không làm hắn hài lòng nếu như gọi người đến thì tần hoàn nói nhỏ yến chỉ liền đáp không phải là ngươi thị nữ sao vừa dứt lời tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện vang lên phục linh tỉ tỉ, bạch anh hét lớn gần như là kêu gọi tần hoàn đã lâu không thấy nàng nói lớn như vậy rất nhanh tiếng bước chân của phục linh và âm thanh ngày càng gần tiểu thư lâu không có động tĩnh ta đi xem rèm cửa vừa mở phục linh nhìn thấy tần hoàn vẫn ngồi ở mép giường chưa thoát áo choàng và lúc đó, cửa sổ không biết đã mở ra từ lúc nào, Phục Linh không khỏi nói, tiểu thư đang nghĩ gì mà mở cửa sổ ra. Phục Linh bước đến gần, răng rắc, một tiếng khóa chặt cửa sổ từ bên trong. Vừa quay lại, Phục Linh thấy Tần Hoàn nhìn chăm chú vào cửa sổ, nàng liền quay lại nói, tiểu thư, gió lạnh thổi vào, trong phòng này vốn đã không đủ ấm, nô tỳ còn định tối nay thêm một chậu than nữa trong căn phòng ấm áp chỉ có một chậu than nhưng vì mở cửa sổ nên trong phòng lại không còn ấm áp nữa tần hoàn nghe vậy lắc đầu lúc này mới lấy lại tinh thần dường như đứng dậy cởi áo choàng xuống không có gì chỉ là đi có chút mệt suy nghĩ về chuyện của tiểu thiếu gia lúc nãy phục linh bật cười tiểu thiếu gia chỉ là có chút nghịch ngợm thôi không sao đâu lúc này chắc đã về rồi tiểu thư không cần lo lắng bạch anh đang xem những cái dược phẩm kia tiểu thư có muốn qua đó nói một chút không phục linh cảm thấy trạng thái của tần hoàn có chút kỳ lạ không yên tâm để nàng ở một mình vừa nghe nàng nói như vậy tần hoàn theo bản năng nhìn ra cửa sổ đứng dậy được rồi đi thôi chủ tớ hai người rời đi một lát bên ngoài cửa sổ dường như có tiếng áo bay phất phơ trong gió nhưng chỉ là chớp mắt rất nhanh chỉ còn lại tiếng tuyết rơi lạo xạo khi đến Thanh Huy Viên thì thời gian đã không còn sớm. Bàng Phụ Lương nói chuyện với Tần Diễm có vẻ lâu, chờ đến khi Tần Diễm trở về thì đã đến giờ dậu. Thấy trời đã tối sầm, Tần Diễm từ chối bữa tiệc tối của bàng gia, chỉ gọi người mang cơm chiều đến. Sau khi ăn xong, các huynh muội đều trở về nhà của mình. Ngày hôm sau, Tần Tương bị giữ lại trong phủ, vì vậy rất không hài lòng, đã phát cáo một trận khiến khó ngủ. Tần Hoàn và Tần Sương lại nghỉ ngơi sớm, dù tiệc mừng thọ không cần đi sớm như vậy, nhưng ở nhà người khác không thoải mái chút nào. Tối đó, Tần Hoàn nằm ở Bắc Sương, Phục Linh và Bạch Anh ngủ chung. Vừa nằm xuống, Tần Hoàn đã nghĩ đến việc gần đây Yến Trì rất bận rộn, lúc ấy nàng không kịp hỏi. Có lẽ hỏi lúc đó sẽ khiến nàng lộ ra ý định chiếm hữu nào đó mà nàng không muốn. Nhưng lúc này, trong lòng nàng lại có chút bồn chồn. Tính cách của Yến Trì tần hoàn tự nhiên tin tưởng hắn có trách nhiệm và làm việc rất ổn thỏa điều này thật tốt nhưng tần hoàn không biết rằng hắn còn có những điểm khác chẳng hạn như cái nhìn của hắn về tình yêu và phụ nữ vị cung thân vương thế tử có thể là một nhân vật nổi bật ở kinh thành khi đến dự châu chắc chắn sẽ càng không giữ gìn hắn bên cạnh yến trì là yến trì kéo hắn đi luyện võ hay hắn kéo yến trì đi ăn chơi Tần Hoàn không cần nghĩ cũng biết đáp án chắc chắn là người sau. Trong thế gian này, nam tử có mấy người thực sự trung thủy. Mặc dù trong nhà chỉ có một phu nhân, nhưng họ vẫn có thể hưởng thụ mọi thứ từ địa vị, quyền lực, tài sản cho đến những người phụ nữ. Thậm chí nếu như tâm trí kiên định, họ vẫn có thể xa vào những cuộc vui, và đôi khi thỏa mãn nhu cầu của mình cũng chỉ là lý do mà thôi. Tần Hoàn càng muốn tĩnh tâm, nhưng nàng thật sự không hiểu biết nhiều về Yến Trì. Trong lúc nàng trần chọc suy nghĩ, Yến Trì rất có thể đang ôm mỹ nhân, Tần Hoàn nhíu mày, thật là khó chịu. Tần Hoàn thầm hư một tiếng, hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại. Nàng biết mình có chút mất bình tĩnh, nhưng nếu muốn ổn định lại cũng chỉ cần hít vài hơi sâu. Sau một lúc hít thở sâu, Tần Hoàn cảm thấy lòng nôn nóng giảm đi nhiều. Nhưng khi nàng quyết tâm vứt bỏ những phiền muộn để đi vào giấc ngủ, thì bỗng nghe thấy một giọng hát từ xa vang lên. Ngoài cửa sổ, gió tuyết dường như đã nhẹ đi nhiều. Một giọng hát của một nữ tử xa xưa vọng lại qua gió đêm. Nếu là ban ngày thì không sao, nhưng giờ đã qua giờ tí, tần hoàn nghe thấy giọng hát đó cảm thấy có chút giận người. Đêm khuya thế này, ai lại ở trong viện mà hát như vậy chứ? Nghĩ vậy, tần hoàn bỗng nhíu mày, không đúng, có thể có người. Song thanh ban chắc chắn ở trong viện này. Điều đó thật hợp lý, Tần Hoàn nín thở nghe một lúc lâu, nhưng không nghe thấy giọng hát nào đang vang lên. Khi nàng đang chăm chú lắng nghe và phân biệt âm thanh, giọng hát bỗng nhiên đổi điệu. Giọng hát vừa nhẹ nhàng bỗng trở nên trầm thấp, hung ác và dữ dội. Âm điệu càng lúc càng kỳ quái, như thể người hát đang run rẩy. Tần Hoàn bỗng cảm thấy da đầu tê dại, trong đêm lạnh lẽo này có ai đó cố tình dọa nàng sao tần hoàn vốn không có ý định ngủ nhưng vừa nghe âm thanh này thì cảm thấy khó chịu một lúc sau âm điệu trở nên thấp hơn như thể có một người nữ đang khóc thút thít tần hoàn giật mình muốn đứng dậy nhưng lúc đó tiếng gió bỗng nhiên gào thét và tiếng khóc của nàng ta bị tiếng gió át đi giờ chỉ còn nghe thấy vài tiếng nức nở tần hoàn cảm thấy lạnh gáy lúc này nàng đã chắc chắn rằng không phải là song thanh ban đang luyện tập khúc mục mà là không biết ai trong viện lại nổi điên vào giữa đêm như vậy tần hoàn cảm thấy lo lắng nhưng tiếng gió bên ngoài ngày càng lớn cuối cùng đã che lấp tiếng khóc của người kia tần hoàn kéo chăn đắp kín người cảm thấy hoàn toàn xa lạ với nơi này tâm trí nàng lúc này cũng có phần hoang mang lo lắng nhưng vào lúc này nàng nhất quyết không đứng dậy đi kiểm tra chỉ có thể hít thở sâu để bình tĩnh lại Nghĩ về điều này, Tần Hoàn lăn lộn một lúc lâu mới đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tần Hoàn nghe thấy tiếng bước chân của Phục Linh gọi, kéo màn lên nhìn ra ngoài, thấy Phục Linh đang chuẩn bị bộ váy cho nàng. Tần Hoàn lập tức chống tay ngồi dậy. Phục Linh quay lại nhìn, tiểu thư tỉnh dậy rồi. Hôm nay mặc bộ này có đẹp không? Tần Hoàn liếc nhìn, ân, một tiếng, nàng có chút mơ màng, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng Tần Hoàn chỉ nhớ lại giọng hát của người nữ tử đêm qua. Người có nghe thấy đêm qua có người hát không? Phục Linh quay lại, hát sao? Chẳng phải chúng ta đã ngủ sớm sao? Khi chúng ta ngủ, có một người nữ hát, nghe như khóc. Phục Linh sờ cánh tay, tiểu thư đừng dọa nô tỳ. Nô tỳ đã ngủ rồi, không nghe thấy gì cả. Tần Hoàn nhíu mày, xuống giường thay quần áo, rửa mặt xong, Tần Hoàn lại đi tìm Bạch Anh hỏi lại giống như đã hỏi phục linh trước đó bạch anh là người có võ công nghĩ đến khả năng nghe của nàng ấy tốt hơn mình có thể nghe được nhưng khi hỏi xong bạch anh nhìn nàng với vẻ mê mang khóc nô tỳ không nghe thấy gì nô tỳ đã ngủ rất sớm có chuyện gì sao tiểu thư có cảm thấy không ổn không tần hoàn ngập ngừng một chút lắc đầu dù bạch anh có thính lực tốt nhưng nếu đã ngủ rồi thì cũng không nghe thấy gì hơn nữa tiếng khóc lại từ hướng bắc truyền đến tần hoàn thậm chí muốn hỏi tần tương có thể tưởng tượng là như vậy giờ tị đã qua nửa tần diễm đến gọi các nàng xuất phát vì tần tương bị giữ lại nàng không thể ra ngoài tần diễm cũng không hỏi nhiều chỉ dẫn theo tần sương và tần hoàn đi ra ngoài đi được vài bước tần diễm quay lại nhìn tần sương ánh mắt lại dừng lại ở tần hoàn một lát gật đầu không tồi tần sương liếc nhìn tần hoàn khẽ ngừ một tiếng thì thầm mặc đẹp như vậy để làm gì tần hoàn và phục linh đều nghe thấy hai người cười nhưng không nói gì tần sương giờ đây vẫn còn chút tính trẻ con khác hẳn với trước đây phục linh và tần hoàn đều sẽ cùng nàng châm trọc đi qua hành lang trong phủ đến cửa thanh huy viên vừa nhấc mắt lên đã thấy bảng phụ lương cùng ba người con trai đứng ở cửa Bàng Phụ Lương và Bàng Nghi Văn cùng với các huynh đệ mỗi người đều mang theo một người hầu. Bàng Gia Môn bên cạnh đứng cùng tình nương. Tần Hoàn vừa chuyển qua khúc quanh, vài ánh mắt liền đảo qua người nàng. Trong đó có hai ánh mắt nhìn lâu hơn một chút. Bàng Công, đợi lâu rồi, chúng ta xuất phát thôi. Bàng Phụ Lương bên cạnh là Bàng Hữu Đức, quản gia của Thanh Huy Viên mà Tần Hoàn đã gặp trước đây. Bàng Hữu Đức tiến lên cười nói, thế tử không cần sốt ruột. Chỉ cách một con phố, từ đây ra ngoài rẽ một chút là đến. Tần Diễm gật đầu, Bàng Phụ Lương liền kéo tay Bàng Gia Môn về phía xe ngựa. Tần Hoàn nhìn thoáng qua, chỉ thấy Bàng Gia Môn vẫn đang ôm chiếc xe ngựa tinh xảo. Bánh xe của chiếc xe rất tinh xảo, khi Bàng Gia Môn di chuyển, nó cũng rung rung chuyển động, có lẽ điều này đã thu hút sự chú ý của Bàng Gia Môn. Hôm nay Tần phủ chỉ sử dụng hai chiếc xe ngựa Tần Hoàn và Tần Sương sẽ cùng một chiếc. Khi lên xe ngựa, Tần Sương chỉnh sửa váy, nói: "Chờ lát nữa ta nhất định sẽ ngồi xa ngươi một chút." Phục Linh bật cười, "Lục tiểu thư nói được thì làm được nha." Tần Sương vừa nghe vậy mắt trợn tròn, từ khi rời khỏi Cẩm Châu, nàng luôn đi theo Tần Hoàn, đặc biệt khi đến một nơi xa lạ, lúc chờ đi dự tiệc ở Thân Vương phủ, nàng không chỉ không đi qua mà còn có chút luống cuống. Tùy miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng lại quyết tâm đi theo tần hoàn làm theo những gì nàng ấy làm. Hừ, các ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi. Lục tỷ là tỷ tỷ, muội sao dám bắt nạt tỷ. Khi đến vương phủ, còn mong tỷ giúp đỡ nhiều hơn. Tần hoàn tỏ vẻ hòa nhã, tần sương lại hừ một tiếng. Xe ngựa theo hướng mà bằng hữu đức vừa chỉ từ từ đi tới. Vừa ra khỏi con phố Thanh Huy Viên, không khí bên ngoài lập tức khác hẳn nơi này bình thường yên tĩnh nhưng giờ tần hoàn lại nghe thấy rất nhiều tiếng xe ngựa phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn